Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh cũng không dính ồn ào hẹn hò, phim giả tình thật với bất kỳ một bạn diễn nam nào, bao gồm cả Lâm Canh Tân, dù cả hai rất thân thiết. Tuy nhiên mới đây nhất cô bị tóm dính khi có khoảng cách gần với chàng trai lạ. Nhiều netizen lại để ý thấy rằng trong những bức ảnh người ta chụp được Triệu Lệ Dĩnh ở ngoài, thường có sự xuất hiện của nam giới bên cạnh. Có người đã đặt ra nghi vấn liệu cô có đang trong một mối quan hệ bí mật nào hay không và đối tượng này là người ngoài ngành giải trí. Ngày 8 tháng 7, trang Sohu đã lên bài về vấn đề này với tiêu đề Triệu Lệ Dĩnh có bạn trai ngoài ngành. Trong bài viết, Sohu cho biết đã liên hệ với anh họ của Triệu Lệ Dĩnh và người này xác nhận cô vẫn độc thân. Về những bức ảnh người qua đường chụp được, người đàn ông được cho xuất hiện bên Triệu Lệ Dĩnh theo Sohu chính là người nhà của mỹ nhân họ Triệu. Trên thực tế, việc các ngôi sao tin dùng người nhà, bạn thân trong đoàn đội của mình là điều bình thường và Triệu Lệ Dĩnh cũng vậy. Có thông tin trong ngành rằng đội ngũ nhân viên của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ có một người thân mà là rất nhiều người, không xác định được số lượng cụ thể. Có thể nguyên nhân vì ngôi sao Sở Kiều Truyện muốn làm cùng người quen để có cảm giác an toàn, đồng thời giải quyết vấn đề việc làm cho họ. Dẫu vậy, về vấn đề chuyên môn, Sohu nhấn mạnh đa số tài nguyên đều là do Triệu Lệ Dĩnh chủ động giành lấy được. Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh dồn toàn bộ tâm huyết vào sự nghiệp. Bên cạnh mục tiêu chuyển hình sang phái thực lực, nữ diễn viên còn thử sức với vai trò giám chế trong bộ phim Giữ Phượng Hành. Sức hút của bộ phim cổ trang xoay quanh cặp diễn viên chính Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh vì nhiều lần họ dính nghi án phim giả tình thật. Theo đó, Lâm Canh Tân cho biết khi nhận được kịch bản của Sở Kiều Truyện, nam diễn viên không quá hứng thú. Tuy nhiên, khi nghe nói nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh, anh đã lập tức đồng ý tham gia vì từng xem khá nhiều phim của Triệu Lệ Dĩnh, biết cô là người nghiêm túc với diễn xuất, tài năng và rất chuyên nghiệp nên Lâm Canh Tân muốn thử làm việc chung. Có thể thấy quyết định của Lâm Canh Tân là đúng đắn khi cả hai bộ phim anh hợp tác cùng nữ diễn viên họ Triệu đều đạt thành tích đáng nể. Triệu Lệ Dĩnh tuy có xuất phát điểm thấp hơn nhiều đồng nghiệp, nhưng sự nghiệp hiện tại của cô lại nổi bật nhất nhì lứa Hoa Đán 85. Nữ diễn viên quen mặt khán giả qua vô số bộ phim nổi tiếng như Sam Sam Đến Rồi, Sở Kiều Truyện, Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện, Ai Là Hung Thủ, Gió Thổi Bán Hạ, Hạnh Phúc Đến Bạn Gia. Tuy nhiên vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi tại giải điện ảnh Bách Hoa. Cụ thể, danh sách đề cử giải thưởng điện ảnh Bách Hoa lần thứ 37 được công bố đã gây ra làn sóng tranh cãi tại Trung Quốc. Vụ việc được đẩy lên hot search tìm kiếm nóng Weibo, nhận nhiều chỉ trích từ khán giả trong nước ở hạng mục diễn viên xuất sắc nhất. Hạng mục nữ chính xuất sắc gọi tên Mã Lệ, Vương Trí, Dạ Linh, Nghê Ni và Ân Đào. Dựa trên thành tích và mức độ ảnh hưởng, Dạ Linh với Cây Cây Nóng Hổi đang có nhiều lợi thế nhất. Việc Nghê Ni xuất hiện trong danh sách không bất ngờ, nhưng nếu đoạt giải, nữ diễn viên chắc chắn sẽ chịu áp lực dư luận. Tuy nhiên, cúp Bách Hoa sẽ giúp Nghê Ni vượt lên nhóm Tiểu Hoa 85 ở mảng điện ảnh. Mảng nữ phụ xuất sắc nhất cũng gây chú ý khi có sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều người cho rằng thời lượng lên hình của nữ diễn viên trong điều thứ 20 tương đối ít, không nên có mặt trong danh sách trên. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, nữ phụ còn có Văn Vịnh Sang, Cao Diệp, Viên Tuyền và Hải Thành. Với các nhóm còn lại, diễn viên mới xuất sắc nhất được đề cử có Vu Thích, Lưu Diệu Văn, Vương Nhược Hy, Dương Ân Hữu và Trương Tân Thành. Phim hay nhất là cuộc đua của các ứng viên Đường Về Vạn Dặm, Trường An Ba Vạn Dặm, Quân Tình Nguyện, Hùng Binh Xuất Kích, Phong Thần 1, Triều Ca Phong Vân, điều thứ 20. Hiện tại, những thông tin xoay quanh đề cử Bách Hoa lần thứ 37 đang được thảo luận và tranh cãi ở Trung Quốc.